Dạ vâng, chào mừng anh chị và các bạn đến với kênh Bất Động Sản Biển Xanh. Chúc anh chị nhiều sức khỏe, bình an và luôn gặp may mắn trong cuộc sống. Biển Xanh ở đây để sẻ chia những lời khuyên, những kinh nghiệm giúp anh chị tìm ra một vị trí an cư và đầu tư sinh lời sớm hơn một chút nhé. Trong video này thì em xin chia sẻ và dẫn anh chị mình xem một sản phẩm ký gửi mới. Đó là một lô đất nằm cách với mặt tiền đường nhựa Đức Hòa Thượng khoảng 400m. Tuyến đường này xe hơi chạy thông hai đầu anh chị nhé. Nằm gần với công ty Chu Tech. Phía bên kia một cái nhà xưởng công ty rất là lớn, đó chính là công ty Chu Tech với hàng ngàn công nhân. Và hôm nay thì em chia sẻ và giới thiệu đến anh chị mình một lô đất gần với cái khu vực công ty Chu Tech này. Lô đất với diện tích là ngang 5, dài 27, tổng diện tích trên sổ là 137m², hướng Nam. Sổ hồng riêng mình mua là công chứng sang tên đăng bộ theo quy định của nhà nước. Và nằm ở ngay vị trí cách đường nhựa Đức Hòa Thượng chỉ 400m anh chị nhé. Một tuyến đường xe hơi chạy thông hai đầu đều ra nhựa Đức Hòa Thượng. Và vị trí ngày hôm nay có giá rẻ chỉ có 1 tỷ Việt Nam đồng là giá bao tất cả chi phí thuế, công chứng sang tên. Chúng ta sẽ không phát sinh bất cứ chi phí nào. Một vị trí giá rẻ để anh chị mua để dành, để đầu tư hoặc an cư lập nghiệp. Khu vực đất sạch sẽ, không quy hoạch, không mồ mả anh chị nhé. Ngang 5m, dài 27m, tổng là 137m². Đất đã lên thổ cư 100% rồi, chúng ta mua là không phải tốn tiền chuyển đổi mục đích sử dụng. Ở đây thì cũng có một vài vị trí là khách người ta cũng mua đất và đã cất nhà để ở rồi. Và hôm nay thì em sẽ chia sẻ và giới thiệu đến anh chị mình cái vị trí ngang 5 dài 27 này anh chị nhé. Vị trí đã xuất hiện ngay trên màn hình với diện tích là ngang 5m và dài là 27m. Nằm từ trụ bê tông này đo sang trụ bên kia là 5m và sâu xuống dưới hết đất luôn là 27m, tổng là 137m². Nằm ngay tuyến đường đá xanh, xe hơi chạy thông, hai đầu đều ra được Đức Hòa Thượng. Giá 1 tỷ Việt Nam đồng là bao tất cả chi phí sang tên anh chị nhé. Quý cô chú anh chị mình xem được video này của em thấy nó phù hợp với tài chính và nhu cầu của mình thì hãy nhấc máy lên kết bạn Zalo hoặc là gọi trực tiếp cho em sẽ dẫn anh chị mình xem đất nhé.